Lấy cái can rồi. Em vừa thấy nó đuôi nó lên can đó. Ôi, đang gì nhỉ? Siêu. Đang học trò. Đi đi. Thì là con rắn mẹ nữa. Đi lại. Có một con này 1 lít. 1 lít hả? Thế cắn là 1 đôi uống 1 ly. Ô, tưởng con rắn to lắm. Ô, con rắn lúc nãy được nhiều hơn con nhái này hả? Vậy mà lại không bắt. Đấy, ồ, hay nha, sao biết? Sao biết chỗ đó có mà bắt nha? Biết chưa, nghe điện thoại mà. Đấy đấy, con nồng nọc kìa anh. Lấy cái chai đựng vào anh. Chưa ra dầm ra về cái bụt lọc đây. Giờ bắt được con rắn nước ngon. Kịp rồi. Kịp kịp rồi. Đây là. Dưới đó ít luôn á. Bên này anh. Ở bên đêm hả? Sao sao biết anh? À, nó mòn hả? Đấy, đấy, đây đây đây. Đó đó, cái vũng nước đó. Ở phía trong này, phía trong này. Con nó nọc cũng ăn được hả? Con đó là con cá hay con ếch vậy anh? Thân ra con ếch á. Ra ếch hả? Nọc rồi. Nó còn cốc á. Con này đen mà. Đâu cái đó? Đâu rồi, anh xem này. Nó vàng hả? Dạ, nó vàng hả? Ừ. À, hơi vàng vàng. Con kia nó đen thui luôn hả? Còn đó là hay ở ngoài ruộng. Ở dưới này anh. Lỡ bắt rồi bắt hết suối luôn đi. Ít quá mà sao đủ mấy lít rượu được. Sao không thấy cá nhỉ? Hốc này anh. Hốc này cá.
Ui nhộng nhộng. Ăn được anh? Được. Đâu, xòe tay ra một xem này. Nước là trong cái vỏ này quá. Hết con này có cần nặng ruột không? Không cần. Đó, con này nè. À, con này. Đâu đâu? Con con đèo quá. Đâu đâu cho em xem đi. Con này ăn ngon hả? À. Nhưng mà ăn được hả? Được cái chứ. Béo lắm hả? Béo lắm. Hay. Ô, có cái chắc gì con kìa. Hả? Nhộng nhộng á, nhộng nhộng. Đó ngon hơn nữa nè. Hình như con nó giống con này nè. Ừ. Đúng không? Nó nữa đó. Hay là con về? Được phải. Giống về quá. Được phải. Vậy là con này hả? Ừ. Để từ từ chờ em trước chụp cái hình này. Rồi. Anh dỡ hết cái đống này luôn, chắc bắt được nhiều á. Đó, mấy tấm này không dỡ hả anh? Đó, mấy tấm này dỡ chắc nhiều đó. Này bắt được lắm con nhỉ. Cả ếch, cả nhái, cả nhộng, cả gián. Có gì không? Giữa hòn đá luôn hả? Cái gì anh? À, cái lá đây nấu chua phải không? À. Lá đây ăn chua nè. Ừ. Đây, ụt chỗ này chắc nhiều nè. Anh nói. Đây nè. Nu rồi. Nu mangachi. Ừ, đó còn nữa đó. À. Có gì đâu. Ừ. Ôi nhiều 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 nhiều. Nhiều con gián. Con gì á? Nhỏ nhỏ đâu. Kìa, cái cục mục này anh. Ở trên đây này, trên khô đó. Đó. Đấy, cái lá chua nè. Thấy chưa? Ừ. Bước đi, không bước ăn à? Cái lá chua đó. Nhưng mà ít ít quá. Bước cũng được, có vị. Ôi, không được rồi. Hay của nó bọ cạp ít lắm. Ừ. Mà nó ở đâu bọ cạp đó. Ồ, đầy túi rồi. Này làm được mấy lít rồi đúng không? Đúng. Hiện tại là đang ở độ cao 1290m, 88m rồi. Lá đó ăn được hả? Lá rau mà. Quả rừng này. Quả rừng. À, ủ quả rừng phải không? Ừ. Ủa, có cả gì anh? À, là dơi hả?
Ngon nha, tươi. Anh nhổ hết xong anh cuốn lại. Đây ổ qua rừng này. Dưới kia là cái suối. Ô, cái này là làm một nồi canh rồi. Đúng không anh? Đây hai cây, đây là hai cây dớn này. Hai cây dớn người ta chặt về người ta trồng phong lan đó. Dớn được ăn được không anh? Ăn cái gì? À, ăn cái đọt non à. Hồi giờ em tưởng là không ăn được chứ. Ngon không anh? Giống như cái dớn kia hả? À, hồi giờ tưởng không ăn được. Thế bữa nào biết mà đói quá thì hãy ăn nhé. Chuyện tàn quá hề. Trúng mánh rồi. Tự nhiên đi về hái được đám rau. Nhiều đồ ăn. Nhiều đồ ăn mang về. Bên kia nó có rau nhiều. Bó lại nhét. Ôi, đầy túi rồi. Toàn là mồi không à. Đó. Rồi, ok. Rồi đây, thằng Quân. Lá này ăn chua đúng không?